Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài trang 33. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các con bài Bugles. Và chúng ta sẽ ôn lại phần nốt nhạc mà chúng ta đã học ở những bài học trước này, số lắc mà chúng ta cũng đã học ở những bài học trước. Chúng ta không hề có kiến thức mới và bây giờ chúng ta cùng đọc cái nốt nhé. Cô sẽ lấy nhịp đều trong nhịp 4-4 và cô đọc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son, 2, mi, đô, son, 2, 3, 4, son, 2, mi, đô, son, 2, 3, 4, son, 2, mi, đô, son, 2, son, 2, mi, 2, son, mi, đô, 2, 3, 4, son, 2, mi, đô, son, 2, 3, 4, son, 2, mi, đô, son, 2, 3, 4, son, 2, mi, đô, son, 2, đô, 2, mi, son, đô, 2, 3, 4. Là phần nốt nhạc của bản nhạc này. Và những chỗ có dấu lặng thì các con lưu ý là chúng ta cũng phải thả tay lên nhá, chúng ta không được giữ tay ở những dấu lặng. Bây giờ thì các con cùng quan sát cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi trên phím đàn nhé. Đối với vị trí đặt tay của bài Bugles thì chúng ta sẽ đặt tay ở vị trí Do, Re, Mi, Fa, Son để chúng ta ôn lại nốt nhạc Son chúng ta vừa học ở bài hôm trước. Còn tay trái thì chúng ta sẽ thỉnh thoảng xuất hiện nốt Son và nốt Do trong khóa Fa thôi. Đó là Do, Si, La, Son thì chúng ta sẽ chơi nốt Son ngón 4 nhé, nốt Do ngón 1. Và chúng ta lưu ý là khi các con nhìn bản nhạc các con phải chơi đúng số ngón tay được ghi ở trên bản nhạc. Chơi đúng số phách mà người ta ký hiệu là nghỉ bao nhiêu phách nhé. Ví dụ nốt đen thì 1, nốt trắng là 2, nốt tròn là 4 chẳng hạn. Đấy thì chúng ta phải đếm đủ số phách và chơi đều nhịp cũng là một điều rất là quan trọng. Bây giờ thì cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con từ đầu đến cuối một lượt trước khi cô chơi cùng với lại nhạc nhé. 1, 2, 3, 4. Son, 2, mi, đô, son, 2, 3, 4. Son, 2, mi, đô, son, 2, 3, 4. Son, 2, mi, đô, son. Sau đây thì cô sẽ chơi với lại nhạc ở tốc độ chậm và nhanh. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Thank you.
dẫn xong cho các con bài Bewers ở trang 33. Các con luyện tập bản nhạc này nhé. Về vị trí đặt tay thì chúng ta chỉ ôn vị trí đặt tay đối với các nốt nhạc khóa son là Do, Re, Mi, Fa, Son thôi. Và tay trái thì chúng ta ôn vị trí Do, Si, La, Son. Và ở bản nhạc này thì cũng là một bài tốc độ rất là nhanh và di chuyển tay nhiều. Thì các con luyện tập từ chậm, sau đó các con tăng dần tốc độ lên nhé. Các con lưu ý thực hành việc khum tay này, thẳng lưng này, thả lỏng vai, nhấc nâng ngón tay lên trước khi chúng mình gõ xuống này. Và điều nữa là chúng ta cần phải nhìn bản nhạc để nhớ vị trí nốt ở trên khóa son và khóa fa. Và chúng ta đọc nốt nhạc khi chơi cũng là một điều rất là tốt nhé. Bây giờ thì cô tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.